Ra luôn rồi, đem đây chị mặc áo nào. Đây. Em ra nào. Mặc váy đẹp này. À, tí cũng đi chơi. Đi chơi sao? À, món. Cho em cao mặc áo xong rồi chơi chứ. À, không bút tay. Chơi nhá. À đấy, hai anh em ra đấy chơi đi. Chị Mon. Chơi chị nào, chơi chị nào. Lúc này chơi em cả. Nha. Lúc này Mon chơi em đấy. Ngủ hả? Đi xem nào, cái mặt cũng yếu đấy. Ăn gì đấy? Đi xem nào. Đây chị xem. Chị ca. Đây đi xem cho có ngủ không nào. Lên rồi lại chạy xuống này. Nào em ca đứng lên đây. Vào đây là ướt hết váy bây giờ. Ê, quay ra đi.
bảo hai anh em đi nhà chơi mà. Cho chị dọn chứ. Để cho chị bỏ máy, bỏ bát vào máy rửa nhá, ngon. Ok, chị bảo là ca ngồi ngoan mà, con không cần phải giúp chị đâu, chị làm được mà. Anh em nhìn xem, chị bảo là ca ngồi đấy đi, ca không giúp chị phải không? Cái này nặng lắm, chị bảo là ca không được. Đấy. Quay đi quay lại làm vỡ điểu chưa đấy. Mày ngồi trên đấy đi, không có là mảnh vỡ lại đứt tay bây giờ. Làm sạch đi, không có là rồi. Dẫm vào là đứt tay chảy máu thế này. Lần sau là ta không được làm như này nữa. Đấy. Chị bị chảy máu rồi đây này. Thôi ngồi trên đấy nhá. Em ca buồn à? Không sao mà, chị có trách ca đâu. Ê, tên thương quá. Tao ngồi đây để chị bỏ đôi đi vứt. Cỡ cái đĩa của chị ở đây này. Thôi không sao nha. Chị có trách ca đâu. Lần sau ca cẩn thận nhé chưa. Có gì phải để chị làm cho nha. Xin chào đâu ca. Sao ca cẩn thận nha. Chị mượn ca làm gì thì ca làm, không thì thôi để chị làm cho. Chưa. Đấy, cái này mà đứt mà vỡ là bị nguy hiểm lắm đấy. Không sao nhá, ta đừng buồn nha. Chị đã giận ca đâu, chị có trách ca gì đâu. Sau ta cẩn thận nha. Ta ở đây nhá. Ở đây đợi chị nào là chị bế. Chị xếp mấy cái bát vào bên đây để rửa này. Thôi để chị đẩy vào là xong rồi, chị sẽ xong rồi. Nào đi lên nhà chị cho luôn cái bụng nào. Được nhá, không ngủ chưa? Cần gì nhá. Ngủ chai đi ngủ. Ngủ ngủ rồi hả? Ngủ chưa? Thank you.
Anh ơi,